Base là một blockchain layer 2 được xây dựng bởi Coinbase, một trong những tổ chức hàng đầu trên thị trường crypto, với sức ảnh hưởng lớn của mình dựa vào những gì mà Coinbase đang xây dựng. Ta có thể phần nào định hình được xu hướng phát triển của công nghệ blockchain trong thời gian sắp tới. Vì vậy, bài báo cáo về tầm nhìn và chiến lược của Base trong năm 2024 có thể cho chúng ta thấy được cái cách mà Layer 2 này nói riêng và toàn bộ hệ sinh thái blockchain Layer 2 nói chung sẽ phát triển như thế nào trong thời gian sắp tới, đặc biệt hơn khi bản nâng cấp Denkun của Ethereum vừa mới được triển khai xong, mang tới rất nhiều khả năng phát triển cho blockchain Layer 2 và hệ sinh thái của chúng. Và ngày hôm nay, hãy cùng ChainCoinVN mổ xẻ những thông tin giá trị của bài báo cáo Layer 2 Base thông qua video ngày hôm nay nhé! Chào các bạn, mình là Trung đến từ ChainCoinVN. Từ lúc ra mắt vào năm 2023, đội ngũ của Base đã biết ra sứ mệnh đầu tiên của họ là sẽ tạo một nền tảng phát triển on-chain đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, sau khi triển khai Mainnet, đội ngũ của Base nhận ra rằng nền tảng này chỉ là một phần trong mục tiêu lâu dài mà họ muốn hướng đến. Đó là xây dựng một mạng Internet và nền kinh tế on-chain mới. Nền kinh tế này sẽ bao gồm 3 phần. Thứ nhất là nền tảng dành cho các nhà phát triển. Base sẽ là cơ sở hạ tầng cơ bản. Thứ hai là hệ sinh thái, các ứng dụng on-chain. Thứ ba, thị trường vốn, dòng chảy người dùng và thanh khoản thông qua các ứng dụng on-chain. Đội ngũ xây dựng Base đã kết hợp khuôn khổ nền kinh tế mới này với giá trị Cyberpunk mà Vitalik Buterin truyền tải để định vị lại sứ mệnh của họ là sẽ tạo ra một nền kinh tế on-chain toàn cầu nhằm tăng cường sự đổi mới, sáng tạo và tự do. Để có thể đạt được mục tiêu đó, nhóm phát triển của Base đã đặt ra 4 vấn đề trọng tâm mà họ cần phải giải quyết. Thứ nhất là phân cấp và mở rộng quy mô để cho phép tất cả mọi người ở mọi nơi đều có thể tham gia on-chain. Đội ngũ phát triển của Base đã xác định đây sẽ là ưu tiên hàng đầu với việc tập trung để có thể đạt được tốc độ giao dịch gần như tức thời. Thứ hai là xây dựng một nền tảng mạnh mẽ cho phép các nhà phát triển có thể xây dựng các sản phẩm on-chain đẳng cấp thế giới. Mục tiêu lâu dài của Base sẽ là tạo ra một nền tảng cho phép hơn 1 triệu nhà phát triển tham gia on-chain, giúp họ tạo ra những sản phẩm có thể thay đổi cả thế giới. Thứ ba là nuôi dưỡng một hệ sinh thái ứng dụng lớn mạnh để mang đến cho người tiêu dùng, người sáng tạo và doanh nghiệp lý do để tham gia on-chain. Điều này sẽ giúp cho Base đạt được mục tiêu thu hút hơn 1 tỷ người đến với hệ sinh thái ứng dụng Web3 đang phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện cho làn sóng sáng tạo và đổi mới toàn cầu tiếp theo. Và cuối cùng, thứ tư là thúc đẩy một thị trường vốn đủ sâu để hỗ trợ cho nền kinh tế on-chain. Đội ngũ của Base cho biết họ sẽ tập trung vào việc thiết lập nền tảng của họ như một thành phần then chốt trong nền kinh tế on-chain. Điều này được thực hiện thông qua thị trường vốn mạnh mẽ và sâu sắc, cùng với việc kết nối liên mạch với các Layer 1 và Ethereum Layer 2 khác. Sau đây sẽ là những khía cạnh mà đội ngũ của Base đang tập trung để xây dựng cho năm 2024. Lưu ý rằng những sáng kiến ở dưới đây không được xây dựng theo thứ tự cụ thể và không bao gồm đầy đủ tất cả công việc khó khăn mà nhóm Base sẽ làm để đưa thế giới vào on-chain. Thứ nhất là đẩy nhanh quá trình phân quyền. Khi nền kinh tế của Base tiếp tục phát triển, sự tin cậy mà tính phi tập trung hay phân quyền mang lại cho mạng lưới là điều cực kỳ quan trọng. Vì vậy, bên cạnh việc đảm bảo cho mạng lưới có được thời gian hoạt động đạt mục tiêu 99,99%, thì tính phân quyền cũng được đội ngũ của Base tập trung để đẩy nhanh. Một số công việc mà đội ngũ này đang thực hiện bao gồm: thứ nhất là hợp tác với Optimism để triển khai cơ chế Fault Proofs và đưa Base lên Roll-up giai đoạn 1. Tiếp theo là tăng cường dự phòng trong thiết lập của Sequencer và cung cấp mã nguồn mở để các dự án khác có thể học hỏi kinh nghiệm từ Base. Thứ ba là hợp tác với những bên cung cấp cơ chế Fault Proofs khác ngoài Optimism để có thể bước qua giai đoạn 2. Và cuối cùng là thúc đẩy sự ra mắt và phát triển của Optimism Security Council, Hội đồng An ninh Optimism. Sáng kiến thứ hai là giảm phí gas trên diện rộng. Đội ngũ của Base tin rằng phí gas được giảm xuống dưới mức 0.01 USD cho một giao dịch là một việc vô cùng quan trọng để có thể kích hoạt sự đổi mới và thu hút nhiều người dùng sử dụng on-chain. Để đạt được yêu cầu này, cần phải có sự cải tiến không chỉ ở Layer 2 mà còn ở Base Layer 1, Ethereum. Một số nỗ lực của Base trong vấn đề này bao gồm hỗ trợ trong việc ra mắt AIP 4844, một bảng nâng cấp được kỳ vọng sẽ giúp giảm tới 90% phí gas cho các Layer 2 của Ethereum. Tiếp đến là góp công sức trong việc nghiên cứu và triển khai giai đoạn tiếp theo của Dank Sharding, bao gồm cả PeerDAS, tức giao thức sử dụng peer-to-peer, để tăng quy mô lưu trữ dữ liệu phi tập trung. Và cuối cùng là tối ưu hóa bộ công cụ phát triển Layer 2 OP Stack
và cơ chế tổng hợp các giao dịch theo một hành động cụ thể để giảm phí gas nhiều hơn nữa. Sáng kiến thứ ba là biến Smart Wallet thành lựa chọn mặc định. Smart Wallet là một hình thức ví Web3 mới đang được các nhà phát triển tích cực xây dựng. Nếu như so sánh với tính năng thì chắc chắn hình thức ví này vượt trội hơn hẳn so với ví EOA mà chúng ta đang sử dụng trên MetaMask, và nó đóng vai trò quan trọng trong việc đưa người dùng truyền thống tiếp cận với các ứng dụng Web3. Hiện tại thì Smart Wallet đang gặp phải một số khó khăn về kỹ thuật và cần phải có một số cải tiến, ví dụ như ERC-4337 để có thể đạt được. Tuy nhiên, đội ngũ của Base tin rằng 2024 sẽ là năm mà họ có thể đem lại nhiều thành tựu cho việc biến Smart Wallet thành lựa chọn mặc định thay thế cho EOA hiện nay. Những nỗ lực mà Base sẽ thực hiện cho năm 2024 để thúc đẩy Smart Wallet bao gồm: thứ nhất là mở rộng việc áp dụng ERC-4337 thông qua việc chuẩn hóa và tài trợ cho các Bander và Paymaster. Tiếp đến là nghiên cứu các giao thức được đề xuất như EIP-3074 và EIP-5003 để có thể chuyển các ví EOA hiện tại thành Smart Wallet. Và cuối cùng là hợp tác chặt chẽ với Coinbase, các sàn lớn và ứng dụng lớn khác để chuyển sang sử dụng Smart Wallet. Sáng kiến thứ tư là làm cho On-Off-Ramp trở nên đơn giản. On-Off-Ramp là một thuật ngữ chỉ việc người dùng đưa tiền và tài sản của họ vào hoặc ra khỏi thị trường. Tính thuận tiện của On-Off-Ramp sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến trải nghiệm của người dùng. Vì vậy, đội ngũ của Base đã xác định đây là một vấn đề cần phải được giải quyết cho năm 2024 với những nỗ lực như: thứ nhất, tạo các cổng On-Ramp và Off-Ramp hàng đầu cho Base trên nhiều thị trường nhất có thể, cho phép người dùng có thể chuyển đổi fiat sang crypto trên Base và ngược lại một cách thuận tiện. Tiếp đến là phát triển mạng lưới đối tác ở nhiều quốc gia khác nhau để mang lại stablecoin dựa theo fiat ở địa phương lên Base, giúp người dùng dễ dàng tham gia vào hệ sinh thái Base bằng cách sử dụng các đơn vị tiền tệ đã quen thuộc với họ. Thứ ba là cho phép ứng dụng và các giải pháp Layer 3, Layer 2, Layer 1 kết nối để sử dụng cổng On-Off-Ramp của Base. Điều này sẽ giúp mở rộng tính hữu dụng và khả năng tiếp cận của Base cho các nhà phát triển và người dùng trên toàn thị trường crypto. Sáng kiến thứ năm là trải nghiệm Superchain liền mạch và quản lý hiệu quả. Hiện nay, các blockchain Layer 2 và giao thức vẫn đang không ngừng phát triển. Tuy nhiên, giữa chúng vẫn đang tồn tại rất nhiều thách thức dành cho cả nhà phát triển và người dùng. Bằng cách hợp tác với Optimism, đội ngũ của Base đang muốn đơn giản hóa các thách thức này và mang lại trải nghiệm liền mạch trên toàn bộ Superchain. Cách nỗ lực để có thể đạt được Superchain liền mạch mà Base sẽ thực hiện trong năm 2024 như sau. Thứ nhất là triển khai giai đoạn đầu tiên để kích hoạt khả năng tương tác giữa các OP chain với nhau. Thứ hai, tiếp tục tinh chỉnh và cải thiện Law of Chains, bộ luật dành cho các chains, và Optimism, RPGF. Đây là hai thành phần quan trọng giúp cho các Layer 2 trong Superchain hoạt động theo quy tắc tiêu chuẩn và gia tăng khả năng mở rộng nhờ vào các chương trình tài trợ của Optimism. Thứ ba là tham gia vào Optimism Governance để duy trì các giá trị của Base và xây dựng hệ sinh thái rộng lớn hơn, góp phần xây dựng một Superchain an toàn và đáng tin cậy, phù hợp với các mục tiêu mà đội ngũ của Base đã đề ra. Và sáng kiến cuối cùng mà Base muốn thực hiện trong năm 2024 là hỗ trợ cho những dự án on-chain. Bên cạnh những sáng kiến mà đội ngũ của Base sẽ xây dựng, tạo ra cho các nhà phát triển một môi trường on-chain toàn diện và mạnh mẽ, thì họ cũng cho ra mắt những chương trình để cung cấp tài nguyên và thu hút các developer tài năng đến với blockchain Layer 2 này. Một số chương trình tài trợ mà Base dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2024 bao gồm: thứ nhất là tiếp tục cải tiến và mở rộng chương trình tài trợ Base Grants cũng như Retroactive Public Goods Funding của Optimism. Thứ hai là cho phép các nhà phát triển DApps xây dựng trải nghiệm giao dịch miễn phí gas tốt hơn thông Paymaster liên mạch. Thứ ba là đào tạo thế hệ các nhà phát triển tiếp theo cách phát triển trên on-chain với chương trình Basecamp. Thứ tư, nâng tầm các nhà sáng tạo với on-chain daily và nhiều chương trình khác. Và thứ năm, hỗ trợ cho các nhóm lãnh đạo on-chain trên Base phát triển nhanh chóng, điển hình như nhóm Base Management. Trên đây là một số thông tin báo cáo về tầm nhìn và chiến lược của Base trong năm 2024. Mong rằng bài viết này có thể cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về những gì blockchain Layer 2 này sẽ phát triển trong năm mới. Từ đó, bạn sẽ có cho mình sự chuẩn bị để có thể chủ động nắm bắt những cơ hội đầu tư trên hệ sinh thái Base. Bạn có đánh giá sao về kế hoạch phát triển của blockchain Layer 2 được xây dựng bởi đội ngũ Coinbase trong năm 2024 này? Liệu rằng nó có phù hợp với xu hướng phát triển ở trong tương lai và mang lại những cơ hội đầu tư béo bở khi các Layer 2 phát triển mạnh mẽ hay không? Hãy cho mình biết ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận để chúng mình cùng thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình. Mình là Trung đến từ ChainCoinVN. Xin chào và hẹn gặp lại.